Ông đừng có nói cái kiểu cháu bỏ trách nhiệm đó. Bây giờ ông sao ông chịu trách nhiệm với tôi đi. Đừng phiền anh nữa nhé, xin hãy để anh yên. Đừng gọi quá khứ về xua bước chân tranh vênh ngang nghĩa. Vỡ nát trái tim mình, bao đau thương chẳng ai chữa lành. Mấy sao giờ mày nói chưa? Thấy thưa con người ta khép mọi người thấy chưa? Em cứ bước đi đi, xem tình yêu này không có gì. Anh cũng chẳng cao sang, chẳng lo em ngoài nguyện như ý. Hello, xin chào mọi người đến với kênh Thiết Khmer nha. Thì sáng ngày hôm nay này thì Quỳnh mới từ Sài Gòn về mọi người. Thì nó có rủ mình uống cà phê. Đấy. Thì bữa giờ trong đó làm anh được không em? Đủ sống anh. Ê, đủ sống là sống qua ngày chờ ngày quay đầu ấy. Đủ sống là sống qua ngày chờ ngày quay đầu ấy. Có như nhà nào cho anh mượn ít tiêu tết rồi? Không, có dư thì có nhưng mà cho anh mượn là không cho rồi đó. Không, có dư thì có nhưng mà cho anh mượn là không cho rồi đó. Sống vậy em ơi. Em sống vậy từ chừng nào em đi em? Em sống vậy từ chừng nào em đi em? Ai ố thì mà. Đậu phòng đó. Nó điên dữ rồi. Thì thôi, nói chung là Quỳnh thì nó cũng là lâu ngày mới gặp lại rồi. Nói chung nó mến thì là nó điện mình thì mình đem uống cà phê nó. Thì sẵn đây thì cái vụ mình gặp Quỳnh đây mình muốn nhờ Quỳnh coi không? Nữa nè anh, thiệt á chứ. Trời ơi, lâu nay hầu giờ có ngứa ngứa không? Lâu nó cũng ngứa cái mỏ, lâu rồi chưa chữ ai cũng ngứa. Tao lệ mà luôn á. Này có nhiều dao rồi. Chưa. Đổ kiếm yêu cho em đi. Mày đụng đi, tao đỡ qua thử cái thành là cái. Giờ này em ra gái này, em đỉnh ra em làm gái em không làm tao mơ nữa kiếm yêu. Ai? Xong vậy đỡ liên hệ thử. Nói chung là có bạn nào thằng này con. Thằng này con. Em thằng này con đỡ nói với anh luôn nè. Cái thằng này con gì cũng được. Á đù. Không phải cháy mà đợi cái tao cũng chịu thua mà luôn mày. Mày còn ở vé dài của anh. Mày chắc là tao tìm cái đối tượng đó. Cái đối tượng đó tìm cho Quỳnh nó khó. Tìm thì nó mới dễ anh chứ. Tao thấy khó quá Quỳnh ơi. Tao lạy mày á. Tao cái chuyện nó bỏ quen nha mọi người. Thì hôm nay sao giúp anh coi được không? Được. Đâu được thì giờ là để anh sẽ bàn với em. Đỡ cho em hiểu ý tưởng đâu ạ. Anh em mình trôi, ok. Thì màn trôi hôm nay mình muốn trôi thật sao mà lót nha mọi người. Thì để biết mình trôi gì thì mọi người theo dõi mình nha, ok. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling. Ok nha mọi người, thì giờ thì mình sẽ chở Sang nó ra bánh xe nha. Thôi chắc là hẹn chúc Sang có một bữa năm mới thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Nói vô nhận thì bây giờ mở không nghe ăn chưa tết nha bạn. Với là mở với là mở gọt ở lại mình sức khỏe. Ở đây ăn đây rồi vô nhà đây bye nha. Chuyện gì cũng đã hết rồi thì em hãy cứ đi đi. Đừng tìm nhau, đừng tìm đôi mắt này làm nhau thêm hoài nghi. Không biết đâu vậy? Hả? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? À, ông làm cái gì? Còn đâu biết các bạn. Ủa bé đây là bên nào? Ông biết tôi hả? Không, tôi đâu. Ông tính hỏi đi đâu? Con rồi anh đã hỏi đi đâu? Nhiều quen tới với mẹ đi đâu? Chứ sao ông lừa tôi? Ở vụ gì vậy chứ? Nói thật không? Vô mắt này nói này nén quá. Vô nhà có gì vậy? Cái gì vậy? Ai con này đấy? Ai đang? Tiếng không đâu có biết. Đừng quay là cái vụ gì vậy ta? Ủa? Đi em này đi. Mà chứ em là vậy? Sáng. Còn đâu biết ai đâu? Điện vô kêu ly với ông tôi gì nó không biết ai đâu. Vậy em là cái vụ gì em? Em kiếm anh Sang. Đâu là sao nhìn này em biết nó nói gì người yêu ra ở trong này. Ôi giờ con không biết cái bé này là bé nào mà người yêu. Bé nào chẳng nói bé đâu. Thì bé là bé với bé nào. Chứ mà ông nói tôi là em yêu của ông rồi sao ông nói bây giờ ông nói bà nào là sao? Chứ mà ông nói tôi là em yêu của ông rồi sao ông nói bây giờ ông nói bà nào là sao? Ủa cái bé em đi đâu? Đi về quê với đâu? Bé là bé nào luôn. Ông làm chuyện đó với tôi bây giờ ông đòi về quê ông về nào? Ông làm chuyện đó với tôi bây giờ ông đòi về quê ông về nào? Đó chuyện gì? Mẹ vậy chứ. Con đâu biết con này là ai chứ. Không biết làm sao nó biết mày. Sao nó biết mày, sao mày hỏi là ai, lỡ là người quen mày sao? Bồ mày sao? Mợ tôi với ai, mợ tôi với mà bà hỏi. Đây đây đây. Vợ anh em ơi. Bây giờ ông định đi đâu? Chứ mày là ai mà bà hỏi tôi trời đúng không? Biết tôi là ai đúng không? Vậy mày. Giờ biết tôi là ai chưa? Chưa mai mà luôn nó là ai? Trời ơi, cho con biết gì hết Màu Sang, mày đừng có làm vàng quá, mày biết mà nói mày. Mà em, cái vụ gì vậy? Em vụ gì em? Ảnh với em có đó rồi bây giờ anh tịnh chối lỗi trách nhiệm anh. Ảnh với em có đó rồi bây giờ anh tịnh chối lỗi trách nhiệm anh. Tao cái gì? Cái gì? Em nói lại đây. Cái gì? Cái gì? Mày làm Sang, mày làm gì? Nhi! Đụng có thai em! Đụng có thai em! Đụng có thai em! Đụng vọng mày! Sao? Ý là cái đây là đậu má tao đang tao quay luôn cho mẹ mà thấy luôn rồi. Em chị này. Mày đậu mép mày làm vậy là tao không có chấp nhận mà đừng nha. Tao là cậu mày nha. Mày làm gì mày làm với mày ăn mà mày nuốt á rồi giờ mày phải có trách nhiệm chứ sao mày. Nhưng mà nếu con này cũng nuốt. Giờ ai đổ vợ mày hử? Còn cũng không có nói. Tôi im hiểu không? Mày dạy dạy mày đừng có chơi. Đổ mép này. Nói chuyện là cái chuyện nào có hại nó không có thôi chuyện biết thì mình sẽ con mới không có đâu mà sẽ hiểu không? Đấy là có thiệt không? Không có. Anh hứa với em á. Đấy. Tết này nè anh dắt em về gia đình. Là anh sẽ không bao giờ. Là điều cho bị ra chị hứa rồi mệt. Thâu đụng mày. Chị mày cô sao có lúc mà vui vẻ là anh nói ngon ngọt lắm mà cô sao có lúc mà vui vẻ là anh nói ngon ngọt lắm mà sao bây giờ anh cái mặt anh vậy hả? Anh tỏ ra không biết. Bây giờ mày dễ nói gì mày. Ôi con đâu gặp hàng gặp mẹ rồi mà kêu vui lắm vậy. Mày đi mày láo. Mày là tao mày thằng lưu manh, thằng láo. Mày sao mày con nào mà đi vu khống mày giải mày, chẳng để nó điên đâu. Chẳng để nó điên đâu là nó đi nó hô nó có này nọ mày. Má mé tại 7 giờ tao nói mày mặt mày nha sao. Đấy. Đấy là 7 giờ nè. Mé. Bây giờ cũng nói mấy cái vụ này nè mé. Giờ thằng Sang này nó quen chị với quen con nào lỡ nó có bầu giờ nó tới nó kiếm này. Giờ nó biết cái bạn này đâu. Giờ nó đòi tốn gì mé, nó đòi con này nó nói giờ con cũng biết nói sao luôn hả? Sao hả mày? Đấy. Con đâu có biết mẹ nó bên này đâu mà mày. Không biết mày cái con nào mà dám tới nhà mà nói vậy mé. Dạ. Mày sao bà tìm nhà của mày? Ủa sao bây giờ biết là chị mày bữa nay là tôi đi tìm ông, là tôi lên trên mạng tôi thấy ông làm ở đang quay video ở đây, tôi đi tìm ông mấy ngày hôm nay rồi. Ông tấu tôi, ông chặn Facebook tôi. Tao có mạng Facebook không hả? Thôi nó quen nhau lâu. Nó quen trước rồi. Em con trước kia ấy. Thôi bà con vô nhà ngủ trước. Không có mà cậu chịu gọi tin con không? Không có mà ngồi vô con xe beo không à? Ngồi vô con xe beo không à? Cái đậu phòng mà tháng mét nó nói mẹ. Nhưng mà giờ nó lỗi giờ mình nói sao? Dạ. Nhưng mà nói câu đó sao được? Thôi em nói chuyện này chỉ đây là em không có gì, em không biết chị là ai chị hiểu không? Chị ông đừng có nói cái kiểu chối bỏ trách nhiệm đó. Bây giờ ông chịu trách nhiệm với tôi đi. Đừng phiền anh nữa nhé. Xin hãy để anh yên. Đừng gọi quá khứ về xua bước chân tranh vênh ngang yên. Hầu như tao còn không biết nói gì nữa luôn á. Giờ mày xử lý Trang, giờ em nói gì chứ giờ. Nói gì sao giờ? Thằng Sang giờ thấy nó quê luôn. Mày không có được nha con trai mà phải mà cái là sao người ta mày không có sao người ta tán người ta tìm đó mày biết nghe. Mày điều chim giờ xe giờ mày. Ông đi đâu? Mày giải quyết cái chuyện này rồi. Mày điện về mé mày Sang. Không phải tao biết mé mày. Mày giờ tìm xuống này la hỏi người ta ở. Ủa mấy mày giờ mày chứ mày làm vậy tao không có chấp nhận mà đỡ mà đi được hả Sang ơi? Tao thiệt hả? Mày nhanh đây xe chứ nghĩ nó không còn đây xe rồi nó điện nữa. Em á, ông thấy em trẻ người non dại này em mới lên quy nhân em học được mấy tháng này ông dỗ em. Rồi. Con người mày. Bữa đó mình nói tao đi về 28 là 90 giờ sao bữa đi má 25 15 mày lộn về 12. Đấy, đúng là bữa nói 28 9 là về số nữa rồi. Chị Sáu nói chị Hai nói tao rồi mà không có cần gì đâu, ông Tám nói gì à. Vậy là tin đó là mà định tốn đúng rồi, con bé này nó nói đúng rồi chứ đâu có sai. Đi cứ không khai được về hôm xích luôn rồi đi về. Đang em đứng ngoài anh nói cái này nè. Số điện thoại em anh cũng chặn luôn, Facebook cũng chặn luôn, anh nhắn cũng không trả lời. Mày định sao hả? Tụi mấy này con trai á. Không phải là chuyện này mày lỡ rồi mà phải có trách nhiệm sao mày bảo cố nó hử mày. Mày nói luôn rồi giờ con này có gì gấp giờ xuống. Sống của mày là mày định tốn đây. Nhưng mà con đâu có làm chỉ đâu. Không làm mà cứ nó táo mày chỉ gì. Lúc đầu tôi thấy cái mặt ông mà tôi đã thấy rồi. Thấy chưa? Mà ông dùng lời đó ngon, ông dụ dỗ tôi thấy tôi đây thôi á. mà tôi ý là nó nói em sao mà em lại quen nó vậy? Ông nói là nhà anh đó là có nhà cửa đàng hoàng, đó là em quen anh bây giờ em cũng không bao giờ bị thiệt hết. Đó là nhà anh đó là có nhà cửa đàng hoàng, đó là em quen anh bây giờ em cũng không bao giờ bị thiệt hết. Nhà đùa nhà thuê kêu nhà cửa đi. Anh nghĩ sao hàng xóm anh mở lắm mày. Anh nghĩ sao vậy? Nhà hàng xóm bữa nói em bầu cò bay thanh cánh gãy cánh vậy á. Đó em về là em có dạ. Nó nói nhà cái thằng hàng xóm cái nhà nói mà nhà như ổ chuột kia mà nhà không có phải nấu đâu. Nhưng mình chung là không có đâu, cậu Chi mà cậu Chi có tính con không? Tin của mẹ. Tin tối nào mà em đi mà tin. Giờ tôi với ông không có chuyện vậy này nè. Mày phải liên xử lý xong cái việc này mới đi đâu đi. Không có đi đâu hết á. Đó giờ mà đi vậy con người ta tới là nó báo rồi. Nó kiện rồi sao? Từ từ em cái chuyện gì nói ở liên phiên lắm. Cái này là không được độ sao? Thôi chắc đó là hủy chiến chi này cho. Hôm nay tôi đi chơi với ông này hôm nay vậy. Hủy chiến chi. Tối nào cũng đi hết. Tối nào đi đâu nèo tối nào không đi đâu nèo. Tao thấy mày bữa giờ mới chính thức lắm nào vậy á. Chiều này đi còn chi? Hủy chi rồi cái gì luôn. Dông rồi chi này gì? Hiền chi cứ một hai rồi về sớm. Khỏi đi à rồi. Giờ mày không cái việc này mà không xử lý được mà mày đòi đi mày. Lần nào không có giải quyết xong với tôi là không có đi đâu hết á. Anh ông mày nghĩ sao con gái người ta phải có liêm sĩ rồi chứ. Anh người ta bỏ hết rồi người ta đi kiếm mày, mày nghĩ sao vậy? Mày sao hả? Mày định chuồng nè mày hử? Con cái người ta tìm đến nhà là biết không nó cực lắm. Sao cái đầu mày nghĩ hả? Lúc đầu mình lỡ miệng mày nói cái mở lớp mày ngon ngọt lắm mà giờ có đụng chuyện là mày trốn tránh mày hử? Con này không có lộn với ta bắt con đồ bỏ xèo đúng không? Ủa biết không là mà con đồ bỏ. Nè em đi vô em đứng đối diện mặt nói nè em chữ mặt nói mở. Lộn rồi con chim xèo. Ủa? Tôi nè. Ê mày mà nói câu đó sao mà tao bỏ máy quay xuống tao tán liền ạ. Nó biết mày hết rõ ràng này. Rồi bây giờ ông tính sao? Ông nhìn thẳng bây giờ ông tính sao? Con không biết phải là ai hết. Bớt nát trái tim mình bao đau thương chẳng ai chưa lành. Tôi nói chuyện với ông đây là họ lên đây vậy hả? Đây là ai mà lên đây mà nói tôi là ai hả? Không. Ở đây giờ mày quấn tôi đúng không? Quấn tôi sợ. Thì con đâu lên đâu mày con trai đứa nhà mày mày biết bà kia không biết. Đâu mày cha con người ta giải đầu mà giữa đó mày vừa không biết ai hết mày. Mà con đâu lên tôi bỏ trách nhiệm mày. Mày đâu giờ tao không quen đồ chim. Không quen mà nói đúng. Tôi hỏi ông lại lần cuối ông có quen tôi không? Đâu. Không quen. Đáng mà thiệt xứng đáng, tao không có bên mày không đó đâu. Cái mỏ lớp này mày xảo cái xảo việc mới mà. Định nào có người ta xem giờ xem máy vậy? Ông tính sai với tôi đây ông nhìn đây, giảm tính sai. Mày nói chuyện đó là đang nói chuyện. Mày một lời đi, giảm sao? Đấy, giờ mày định sao? Giờ thôi, giờ tao nghĩ là xin lỗi đây. Rồi kêu tao giảm. Không có đâu xin lỗi. Không làm tao giờ tao cũng biết. Đâu có lem đâu mà con xin lỗi, thèm con lem mà con nhận, nên có cho có chịu. Ba con không có lem con không có nhận. Tụi mày không làm mà chuyện nghĩ nó nói mày. Còn nếu như con chim nói nó nhận đúng không? Nếu như là có bầu đúng không? Kêu đĩa là dũng con. Thì con một con. Nếu như là có bầu đúng không? Kêu đĩa là dũng con. Thì con một con. Vậy là em sai từ ngay lúc đầu. Vì yêu anh quá đậm sâu. Để giờ đây nặng mang u sầu. Đó. Giờ sao em? Mấy sao giờ mày nói chưa? Thấy là thưa con người ta khép luôn rồi thấy chưa? Em cứ bước đi xem tình yêu này không có gì. Anh cũng chẳng cao sang, chẳng lo em ngoài nguyện như ý. Mai tổ mày kêu nó đỡ đưa về đi. Không mày dẫn nó luôn đi. Tôi chở hai đứa này xe đi lên là. Lúc nào lên luôn. Về nhà con làm gì? Về nhà nói với mẹ mày chứ làm gì? Nói mẹ con làm gì? Tụi mẹ xuống con cưới là làm gì? Con chưa đủ tuổi mà sao mà cưới? Con 46, 17 tuổi. Đấy mày sao mày hăng dữ vậy hử? Khổ mà thấy. Đấy mày lại biểu ấy gì? Đi xin lỗi nó đi. Bây giờ mất nợ gái em rồi giờ nói chuyện có hỏi trách nhiệm vậy. Thấy chưa mày thấy không? Đây mày xin lỗi đó không? Xin lỗi ra đâu? Tụi thấy chưa thấy con người ta không? Mày thiệt đấy chứ. Giờ em bây giờ em mang cái bụng bây giờ là ba mẹ em biết không chứ. Tất cả đã muôn màng, nay ân tình mình vội sáng trang. mày tính sao? Mày định bây giờ mày tính sao hả? Tao nói mày tính sao, mày định mày tính sao thì sao? Nhưng mà chim tính con chim hồi giờ có đi nhậu với cậu chim xong mà cậu chim giờ có về mà có muốn nguyên hai đâu. Về mà đi luôn mà ta đạn mày mà tao biết ai chẳng lẽ tao có theo dõi mình luôn nè. Nhưng mà hồi giờ tao đâu có quen cái bé này đâu bè. Hôm bữa tao thấy nhà mà đi nhậu nhà ta xong rồi về nhà dì em tao nói mà đi thanh nó đưa mày định. Mình đi cái hú này nọ mà giờ mà nói tao nói. Không con thì giờ nó khác bây giờ em. Tụi xe xỉn đâu cái mỏ nói sàng lát rồi cứ tới không nghĩ tới chuyện ngày mai. Bây giờ là sao mà đem mình nói tiếng với mày cứ ngầu đó hử mày. Con em tao luôn giờ tới bệnh viện rồi bé bao mẹ mà ăn gì bao tất từ bệnh rồi bao. Ôi chị nói chung là chị gì mày sau khi ấy vụ nó im ngọn khứ giờ chị với chị vậy thôi im thôi nói chung là giờ cũng lỡ rồi đúng là con trao và đúng con chim ai cũng lỡ rồi đúng không? Ý là mày có này phải giờ nó mới khai giờ mày mới nhận chung mà cũng lỗi thôi chung nói chuyện với nó chứ mà mình nói chuyện là gì này xin lỗi nó mày nói nó là quay về anh la cho hai mẹ con gì đó thì mày nói thôi nói chung là lỗi rồi nói chung là anh cũng còn chị anh còn năm anh còn năm kẹo đó con chim nói chung là mày giờ cố gắng làm ăn lo hai mẹ con nói chung là giờ phế đi em ba mẹ em chữa đi em phá cái gì vậy? Cháu cũ của anh mà phá hả? Thì ba mẹ kêu chữa đi em phá đâu sao giờ biết sao giờ? Không nói vậy đi hả? Không nói vậy. Mày nghĩ sao mày nói được những cái lời đó hả? Mày nghĩ sao vậy sao? Mày áp động vậy sao? Nhậu đi không còn nuôi, nhậu mày cái tí đâu mà còn nuôi. Mày không nuôi được mày ba mẹ con nuôi nuôi ba mẹ nuôi cũng được thì ba mẹ tụi mày ăn cơm nó ăn cháo mày ăn cháo lại đầu chứ. Sao mày nói cái câu đó hả? Sao con người mà lẹ vậy sao hả? Mấy mày giờ ba mẹ giờ con lo cho bản thân con chưa xong rồi sao lo được cho nó được? Chảy gì lộn lúc đó. Vậy thôi lúc đó không hứa hẹn. Nó cuồng dâm. Ông mày biết vậy quay tay mẹ đây. Con này kia con không có. Còn con nữa tao nói mày nói nó tao biết chữ mà nói con chim này chứ biết con sao nói cô đâu cái con không biết là con nhận con trời không là con chạy là con bé này mà tính ra tôi quýt phiền luôn chứ đâu con là cái con mày nghĩ sao vậy con bé là cùng vô kêu nhận ở đâu đây vậy mày bị con mà lên bên gì mày vô mày khém lên giờ tao không ấy giờ tao không có chưa nói cái chuyện đó tại sao mà nói cái câu mà lỡ có phế hử nhưng mà con cái câu đó là sao nhưng mà con không có làm con gì muốn tốt không có làm lỡ mày có làm mày sao mày vậy con em không nhận nhưng mà con thấy con biết sao con đi một là con không làm này cậu Duy Hương nói chị nghe nói một là con không làm này hai là con thấy gì chị này đúng không ba mẹ chị Lê thì chị bé đúng không đó nó con không làm mà chị đúng là mấy đứa nhà anh chưa ra được tờ cái đó hử dù anh con như thì luôn con bây giờ sao nói chung giờ sao anh dù con máu một trên mặt một trên mạng mà cái phá là phá hả không mày vô rồi đi vô đó vì con của em ơi trời vậy mình mãi nói rồi mày giờ mày đòi anh đó rồi còn kim như con này mới đi tốn chạy đây sao á tự nhiên con biết nói lên kêu nguyên con bỏ nó bao rồi chứ gì đấy con mày chơi không có sợ nó vô nó có mày cũng phải có giới hạn nhá kim biết đây còn kim con này giờ nhanh thường quýnh nó cũng vô sợ lên bên diện luôn được không công rồi sau này đây mày lụ đeo lụ đeo không đây cái ông cố tự nhiên mày nãy giờ rồi chứ mày con phải chơi nó mà nhé còn chim nhé thôi để không quýnh con đưa bên diện mày nãy giờ nó nói giờ nó chuyện không đi đeo đi từ từ sao tỉnh đi sao đi mình đi sao không rồi không mấy này nó còn cười kìa đâu hết lên nó cười mày mày kìa cái ông quần này cười cười ở đây đi mày cô đâu đi đâu chạy chạy để có đi nó quýnh anh nữa không chạy 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 như vậy nói vậy sao cản được mà cười quýnh mấy là mày không mày giận nó giận mà sao giận gì mày giận vậy mày giận gì ôi em nói cho nó uống cái mày đừng thấy đâu tao xe mà luôn á cãi không tụi mày nói chung là mày là con này đấy mày lên mày nói vậy có em giỡn giỡn hay thiết bày em chứ em không biết gì hết. Biết em bảo tao có bày gì mày này. Nói rồi, cậu mới thiệt luôn, ăn Tết không yên với cậu luôn mà thờ. Tao sao tao không có bày nó mà bỏ thấy mẹ nó sao? Mày đó. Mày điên sao? Điên mày chén vô rồi cũng lên. Có nhìn mặt nó lúc nổi không? Cũng quét thì nó lúc nào thì không quên được. Mà điên quá. Bây giờ đồ con em á, đồ con nó là con vua vợ phải hơn năm mới mình phải là còn cứu cái đấy là tặng cho mày cứu tôi cứu công là anh về anh Tết như gì á. Cái em nói là vậy chứ mà nói là cứu cái đây vậy thôi trẻ con cho bd á. Cái đó là mày nói vậy mày. Đấy không đi sao đâu thôi chăng đi mày mình kia mày giữ cỡ nó mày. Tao thấy là cái này trôi mày mang tròn cuối cùng ạ, đỡ bây giờ là hành tóc á. Sao mình tưởng sao tới ông chim nhận làm những cái mang tròn lì xì bóc thưởng vậy á, sao mang mấy cái này gì? Mày đi giường đi. Bé này là khùng kêu bè tôi thấy có phải không phải đâu. Không, nói chung là ấy ra xe đi. Ở muộn chi kìa. Do xe nữa mà đi. Anh Long ơi, thôi cậu chim hủy xe rồi mà đi. Đấy là cái nghĩa là đã mua rồi mẹ. Muộn mẹ. Thôi chung thôi đây luôn cậu chim ơi, ra bắt xe chịu nó ra. Tao đợi ngày mai đi. Ra con hứa mẹ con mai đi giờ lỡ đâu. Lỡ mai đi luôn cái gì. Giờ muộn đâu. Ra bắt xe. Ra xe nó đi rồi. Có xe này bắt xe đó. Mẹ nó xe điện muộn đâu. Có xe này bắt xe đó đi cậu chim liền đi. Đi mày đã cầm mũ hiểm nữa cái mình thấy đứng kìa nó giùm tao cái. Đi đâu mới công à? Không phải nha, bóp bẫy em ra nha mày. Tao thay mặt, tao đại diện thay mặt những người đàn ông mình. Né hay ra nha. Đấy là mày đi chân ti mày về luôn hay? Đâu đó mai đi giờ lỡ lòng muộn lòng. Thôi giờ đi bác sĩ đi còn chim. Tôi vô tâm sự với mình chứ. Nghĩa là anh có điều gì á? Đây là ăn quên. Đây nồi chứ. Đây là ăn quên. Đây nồi chứ. Nó tăng chiều nữa mà mày. Giờ mấy mình chưa trẻ nọ hết mà rồi đi. Mai cũng đâu phải là dạng chưa à? Không có đẹp. Mai đi chừng nào tôi coi thử hết có ai còn đòi nợ mày nữa không hả? Táo đòi sao mà đi luôn không? Quỳnh thôi mày bé nó quá Quỳnh rồi, không có mai nãy cái gì biết. Trên là tao đi lâu rồi. Đấy là mày cái nợ tao tụm gì mình nhờ tao cái gì chứ cọp ba mà té chứ. Thôi mai đi, đỡ coi vô trẻ ra biến chịu đi. Rồi coi đỡ sống làng cá mượn ai nữa, người ta tới nó đòi luôn. Đỡ đưa luôn vô. Ôi tập hết này mà té nữa, mày tập hết rồi vô nha. Tao cái đòi tao nữa sao mày? Tao còn chạy vô mày tóc xuống về lại. Thôi mày mệt quá. Mai về, giờ nó muộn đâu, chưa đâu. Anh cô mình có chiều cái xe đi. Tao đứng lo mệt chịu. Tao lên hai đứa tao thử đi ra tao lên đặt ghế đầu luôn á. Yên tâm nha. Tao cái đây cũng làm mày chơi. Nói chung là muốn chơi làm sao mà lót cho nó vui vẻ mọi người. Bây giờ đỡ là mình để cho anh cô bữa nữa rồi à. Chắc mình chở ra chiều tầm 1 giờ 2 giờ ra bến xe mình đón xe nhà nó nha mọi người. Về muộn xíu cũng được chứ sao đâu, về sớm nó cũng đâu có làm gì đâu mọi người. Thôi chúng hôm nay cũng cảm ơn mình nha. Cảm ơn đã phối hợp với anh Hoàng Trôi này nha. Hôm nay anh cảm chị con quýt em bể đầu rồi. Con cá nị đây nữa, còn hay tính dây nữa nữa, cũng nó giữ mày. Sao mày biết tận dụng cơ hội giữ mày? Đồ mình vô nó tác nhỏ mà mình cũng ném mặt luôn. Mày thôi tay vào cho nó cái mặt nó sưng đi khỏi về tới. Mày lao quá ốm á. Mẹ mày mập cũng đâu à. Thôi ok mọi người mình tạm dừng clip tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Bye bye mọi người. Tìm nhà lâu nề nề thay ra nhớ đến mê lu mê gia này mà em